là chuyện của trời, chốt xe liên tục là nghề hạnh tâm ha. Hôm nay cửa hàng sữa bánh hạnh tâm rất là đông đúc nha mọi người. Đây phía ngoài đây thì có hai anh khách và cô đến cửa hàng để mà lựa cho mình một chiếc vision nha. Còn phía dưới đây thì cũng có chị khách đến cửa hàng để mà xem các dòng tay côn và đang tham khảo về hồ sơ bên phía công ty tài chính sắt nha. Ở hồ sơ chiếc Winner như cái nhà, và đây là chiếc xe mà bạn chọn nha. Chiếc này thì màu cực kỳ đẹp luôn. Con này thì yêu yêu rồi mọi người xem nha. Chiếc này được 9.592 km nha. Và hiện tại thì bạn đang đợi ký hợp đồng ở phía ngân hàng nha. Sau khi ký hợp đồng xong thì sẽ tham gia chương trình bốc thăm may mắn của mình cửa hàng sẽ máy hình tâm. Khách đến cửa hàng để lên hồ sơ mua Vario nha mọi người. Thì hiện tại hữu tục khi mà lên hồ sơ bên phía công ty tài chính sắt, thủ tục cực kỳ đơn giản luôn. Với những hồ sơ dưới 30 triệu đồng, chỉ cần căn cước công dân thôi là quý khách hàng đã lên hồ sơ được rồi. Còn những hồ sơ trên 30 triệu thì hữu tục sẽ cần là căn cước công dân nè, hóa đơn điện nè, hoặc là căn cước công dân, bảo hiểm y tế doanh nghiệp là mọi người sẽ lên hồ sơ được nha. Và hiện tại cô bên đây thì đang lên hồ sơ một chiếc AB như cái nhà. Bây giờ thì đang lấy thông tin nè. Khách chốt khu chờ như cái nhà. Chốt MXH125 phân khối đời 2020 như cái nhà. Thì bạn này thì chốt xe online nha. Bạn nhắn tin với bên nhân viên cửa hàng và chọn MXH này, sau đó là cọc lại để mà giữ xe. Hôm nay thì qua cửa hàng để mà nhận xe về nha mọi người. Và ở đây thì cũng có hai bạn khách đến cửa hàng để mà lên hồ sơ Winner. Thì chiếc xe Winner bên cửa hàng giá chỉ tầm là 36-37 triệu thôi nha mọi người. Bạn này thì trả trước 2 triệu, số còn lại lên hồ sơ. Cách tham gia chương trình bốc thăm may mắn tại cửa hàng nha mọi người. Bây giờ bạn đã nhận cho mình một phiếu thăm rồi ha. Cách chốt ít khách nha cả nhà. Cách chốt khu chờ nha mọi người, chiếc này thì đời 2022 luôn. Và hiện tại thì chị khách đang tham gia chương trình bốc thăm may mắn ở bên cửa hàng Sinh Tâm nha. Cơ hội chúng là 100%. Bây giờ chị nhận cho mình một chảo chống dính tại cửa hàng Sinh Máy Hành Tâm nha. Một khâu yêu thích cái bên cửa hàng sẽ mới an tâm là điếm tiền bên hợp đồng nha cả nhà. Và cô và anh á, thì hôm nay đến cửa hàng để mà lựa cho mình á, một em Vision. Và sau khi xem các dòng xe thì cô quyết định chọn em Vision màu đỏ nha cả nhà. Dù là Vision màu cũ nhưng mà em xe này á, chỗ cũ chạy rất là lướt luôn, mới có u đo có 5.000 thôi và sát xe còn rất là mới nha. Khách chốt Vision nha cả nhà.